quá ngầu luôn anh chị ha. Xe đen là auto đẹp, 4 mâm 4 vỏ mới, mâm mạ chrome ha, 4 vỏ mới, sơn xe đẹp, full đồ chơi, ghế da zin, màn Android, số tự động LTZ, biển số đỉnh luôn, 36, tài lộc. Anh em nào thích mẫu này thì liên hệ cho em. Thì xe này để anh em mình 245, bao xài, bao chạy, bao chán, bao đầu. Bên em có rất là nhiều dòng xe anh chị nha. Anh chị tham khảo, cũng như trong clip này anh em thích xe nào cứ bình luận bên dưới, em sẽ trả lời từng anh em mình. Anh em có câu hỏi gì cứ đặt ra câu hỏi em trả lời cho anh em mình ha. Anh em nào không biết về xe hay biết gần gì cứ inbox. Anh em nào biết thì chỉ em, anh em nào chưa biết thì chỉ em về cách kinh nghiệm và cách bán xe và cách làm xe và cách xem xe và giá xe ha. Bên mình thì còn nhiều xe lắm, anh em có thể qua tham khảo lấy thử, chạy thử vô tư cùng em nha. Địa chỉ cửa hàng anh em cứ gõ lên Google Thịnh Bến Tre nha. Đây có Innova G tí xíu quay cho anh em mình xem nè. G xịn 2006, bao hồ sơ, chất xe đẹp anh chị, có túi khí và ABS nha. Thì xe này để anh em mình 245, em còn một cặp xe G xịn 2009, 2006, 2007, 2009 gì đây, chuẩn bị quay 2009 luôn, 2009G luôn. Anh em nào xem được xe nào ủng hộ em nha.